chào các bác. Nên thì về quê rất muốn chia sẻ lại với các bác cái cây chắc này, cái sức cây mà cái dòng cây ấy, sức sống nó rất là mãnh liệt, và kể cả dáng dấp lẫn chất gỗ lẫn phong thủy của nó rất là tốt các bác. Chắc đấy, chắc gai các bác, chắc gai. Thì cây này thì đã từ cái hồi mua về đã chia sẻ với bác một số video rồi, nhưng bây giờ thì nó đã có vào form một chút rồi, vào form rồi các bác. Thì muốn chia sẻ lại các bác, cây thì cây mơ cũ thôi, nhưng mà hình dáng thì nó đã thay đổi một chút và mướt mát hơn để khoe các bác. Thì cây này thì với một số các bác mà chưa theo dõi thì cũng không biết, thì cũng dịp này để giới thiệu lại một cây nguyên khối là cái thân gỗ rất là to, được bị khai thác đây, vẫn còn vết cưa từ rất là lâu năm rồi, còn phần gốc của nó thì vẫn còn này, cũng theo thời gian có thể là bị bổ, bị khai thác gì đấy, thì để lấy gỗ gì đấy thì nó thành ra hình dáng này. Còn phần này là do từ cái mầm, một phần bên thân nó trồi lên, phần bên gốc nó trồi lên, cái này thì từ dưới lên nhé, còn cái thân bên này này, thân bên này đấy, thân bên này thì là liền thân này, các bác nhìn cái tay cành này đấy, liền thân liền khối với cái thân chính vào đây, chứ không phải ghép. Nhìn các bác nhìn mặt kia thì cảm giác nó ghép, nhưng không phải, nó là liền một thân một mẹ cả đấy các bác. Một cây chắc rất là hay. Dòng này thì nếu mà chưa biết thì nhìn lá các bác ấy cứ tưởng là nó là nguyệt quế, giống như dòng nguyệt quế lá kép, giống đấy. Nhưng mà khi nào nó vươn lên ấy thì nó sẽ như những cái thân dây leo, và nó có gai. Tất nhiên gai nó không sắc nhọn như những cái dòng cây mà chuyên có gai, mà gai chỉ là những cái tay nó vươn ra thôi, nhìn nó giống hình dáng cái gai thôi. Chắc dây, nhưng người ta gọi là chắc dây hay chắc gai ấy. Chắc này thì nó rất là nhiều dòng các bác, chắc đỏ, chắc xanh, chắc gai, những loại nó rất là nhiều. Nhưng mà dòng chắc nào thì cũng đều có cái chất gỗ và cái giá trị riêng đấy. Nghe nói thì dòng chắc gai này, chắc dây này thì đục tượng thì vô cùng đẹp và đanh. Còn mỗi dòng một cái thế mạnh, chứ không phải là cứ cái chắc là chắc gì cũng là chắc là một loại đâu, nó rất là nhiều loại chắc các bạn đấy. Chắc và cái chất gỗ này bao nhiêu năm rồi, phơi nắng phơi mưa mà vẫn rất là đành. Lần trước em có chia sẻ là nếu là cái cây này mà vào tay một bác nào đấy, hoặc là thuê thợ và biết điêu khắc ấy, thì có thể đục tượng ông Đạt Ma và cầm cái hồ lô đây, hoặc là đã tạo một trái núi đây đấy, ông Đạt Ma đầu đây và vác cái gánh đi hành khất đây. Chỗ này nó rất là dày, thịt cũng rất là dày đấy, khối u cục này rất là chắc, thì rất là đẹp luôn, rất là hợp lý, rất là vào form tự nhiên nó rồi đấy. Nếu là đối với bác nào biết điều khác mà chơi em thì chắc cứ để này thôi, chơi theo thời gian. Cây này thì cũng khá nhiều bác thích, em cũng phải mua tận rất là xa xôi về, vận chuyển về cũng khá là xa xôi, và bây giờ nó mới có tay tán và xanh tốt như này các bạn. Chắc chơi cho nó chắc chắn ấy, kiểu thế, phong thủy tí. Chắc thì nó cũng còn gọi là xưa thì cũng là xưa, thực ra xưa đỏ cũng thuộc dòng chắc. Xưa đỏ nó gọi là chắc thối đấy, bởi cái lá với cái quả của cái xưa nó mùi rất là hôi. Chắc thì chơi thì hay hơn, bonsai hay hơn. Đó. Và những cái dòng này rất là dễ tạo tác, bẻ tay tán rất là mềm, rất là dễ chịu, nhưng một khi thành thân gỗ thì rất là đành, rất là
gỗ nó rất là có giá trị, có gỗ rất giá trị. Có một cách đây không lâu là rộ lên trác gai, rộ lên khai thác trác gai này. Trung Quốc thương lái mua rất là nhiều, bán cân này các bác, chứ không phải là bán khối, bán cái gì, bán cân. Đấy, thương lái mua rất nhiều nên là nó cháy hàng trác gai. Trác này Trung Quốc rất là chuộng, trác Trung Quốc rất chuộng chơi dòng này. Thì tay tán thì đang tạo theo kiểu hơi hướng miền Nam một chút, là tam giác lệch như này một chút. Đấy, cố gắng giữ nguyên tay cành nó. Bên này là sức sống của nó, bên kia thì là bên lúa sức sống. Con này cao chắc tầm, cao tầm khoảng 60 60 rồi lại. Đấy, chiều cao của nó các bác. Gỗ nhé, vẫn còn cái thân này này là vẫn còn sống một nửa đằng sau các bác nhé. Nhìn thì bên này rất khô nhé, thế cho nên mà mới nói là sức sống nó rất là kinh khủng. Bên này là tươi, là tươi và đâm chồi ở đây, đâm chồi ở đây. Bên này thì khô rồi. Đấy, rất hay. Chắc chia sẻ các bác biết chắc. Rồi tiếp theo đến thôi, đến một cái cây tiện về quê để quay luôn cái cây tùng cối. Đáng nhẽ là bây giờ làm nhưng mà thôi chẳng mang đồ đạc gì về, làm vào dây lại vứt, vứt nó ngoài xó vườn. Giờ nó xác xơ này, cỏ nó lên hôm trước hôm qua, cỏ nó lên trên này rồi nó đi nhấc nó vào đây. Cái này mà cho đến cái an cái khay thì cũng khá là hay. Tùng cối rất là tự nhiên, rất tự nhiên, rất già, bỏ nắng bỏ mưa mà này, nó vẫn xanh xanh tốt, xanh rất là hay. Bây giờ mình móc ra lại có một cái cây để chơi, lâu lâu không sờ đến lại thấy nhớ nhớ, thấy hay hay. Chẳng bón sới gì, chẳng bón, có khi tưới không tưới. Đấy, xanh tùng cối. Cây nhãn mà đợt cắt thì cây nhãn này, đúng cây nhãn này có bệ nhãn luôn, đúng bệ nhãn luôn. Cắt thì bây giờ xanh tốt lắm, chẳng nhìn thấy gì vậy. Ôi, nhà tôi, cái đợt mà tôi chia sẻ với bác là dòng tre này, cái này được kỷ niệm thì rất xanh tốt. Không ngờ là cái lúc tỉa răm với chia sẻ với bác là cũng không hiểu cái dòng tre này nó sống như nào, nhưng mà sau khi tỉa xong thì một thời gian nó đâm chồi rất là kinh khủng. Dòng này, dòng tre ngà này nó giữa, cho nên nó chơi được con sai là vì chỗ này, vì như thế. Nó không phải giống tre ta mà làm như này thì chắc nó không sống được. Mà tre ngà này mình cứ tỉa răm là nó lại phun ra như này và không hề hấn gì. Mặc dù vẫn có những bỏ răm chết nhưng mà nó không đáng ngại, nó lại phun ra rất là nhiều răm mới. Đấy là cái chơi tre ngà này thì một số các bác nếu mà thấy tre bán ngoài chợ chết cứ tỉa răm nhìn như cây khô thì cũng không đáng ngại đấy các bác. Chơi là chơi rất bền, rất vô tư, không vấn đề gì cả. Đấy, tre ngà nhá, rút răm liên tục và nó lại phun lá ra liên tục mà. Đấy, chơi được, không sợ là bị hỏng, không sợ là bị chết đâu các bác. Chơi bền đấy, tre 30 năm ở trên chậu này. Cái tre ta thì chắc là khó hơn nhiều. Đó. Lật cây du này thì vừa mới tỉa. Du cây hoa giấy này thì dâm cành bây giờ đó. Bây giờ thì nó đã sống rất khỏe rồi. Cây chanh tứ quý quá nhé. Vì sao? Vì chanh bốn mùa có quả. Thì hôm rồi nó ở trong cái chậu, có lần chia sẻ với bác, nó trên chậu cơ,
thì em về thì nó không hiểu sao nó rất là héo. Kiểm tra đất thì đất nó cằn quá, và cái thứ hai là mình, khi mà mình tưới thì giờ có tưới đẫm nước thì nó cũng cứ trôi đi, kiểu đất nó cằn quá nó không đọng lại được nước đâu, thì cây nó cứ héo héo và rũ và quả héo hết. Thì em cắt hết quả, một rổ quả to, cắt được một rổ quả và nhức nó trồng lên cái chỗ dâm này, trên cái khối đá ong xếp này lên, rồi đổ đất lên. Bây giờ nó lại tươi mới như gì, không vấn đề rồi. Lại ăn thịt gà vẫn ăn quả được rồi. Đang tiếp tục ra hoa. Đang tiếp tục ra hoa này các bạn. Sẽ tìm một số cái hoa để khoe các bạn. Đây, chanh tứ quý này. Lúc nào cũng có quả, có hoa. Chơi rất hay. Nhà có một cái chanh chơi rất hay. Đấy. Đấy. Gốc của nó đây. Gốc nó to bằng bắp chân đấy nhé. To bằng bắp chân đấy. Cái chanh rất là hay. Chanh tứ quý. Chứ làm được luôn, cái này mua cũng khá khá. Chở từ Hà Nội về cũng hơi vất. Không biết chở bằng xe máy mới liều. Trộn rất là to, phải 3 người khiêng. 3 người khiêng nặng. Đặt lên xe máy là về, đi hơn 40 cây số về. Đó. Rất là mạo hiểm. Đây chắc là cây chanh. Để trước cửa này rất hay. Tiện ăn thịt gà, nước chấm. Ớt, quất cũng nhiều. Cây lộc vừng. Lộc vừng thì cứ để tự nhiên. Một mặt suối rất tất nhiên ở nhà thì quê thì em không để những cái cây giá trị, mà chỉ để những cái cây chơi với đam mê thôi, như chia sẻ các bác thôi, chứ không có gì tay to tát cả. Cái ổ đó, rồi ký trên hòn đá ong đó. Hiện đá ong khí trên hòn đá ong này, nó làm cái mỏm ở đây thì cũng có một đôi bàn cờ ở đây thì cũng được bàn cờ, nhưng mà thôi cứ để dần dần. Với cái đá này tạo tác rất là dễ, đục đẽo rất là thoải mái, đặc trưng ở miền Sơn Tây, Thạch Thất Sơn Tây, hoặc là những cái vùng lân cận mà có đá ong. Cái ổ khí đá đấy là một số cái cây mà đang để quê, mà thi thoảng về cắt tỉa giữ đam mê, chứ không có gì để cây giá trị ở nhà thì không chuyên tâm chăm sóc thì nó hỏng rất là tiếc. Và để một số cây to ở quê đấy. Rồi, cảm ơn các bác theo dõi nha. Hẹn gặp lại những video tương tự khi mà về quê các bác nhé.